bên đây. Đó, cô chú nào chốt thì em gắn sẵn bố luôn. Rồi, test máy luôn chứ ai. Rồi, máy cổ Minh Kiệt xin kính chào anh em nha. Đó, màn 2 cảnh 1 nha anh em. Cũng tiếp tục làm Duy với thằng Cương nha anh em. Đó, hôm qua là em lên là máy máy mới á, rất là nhiều anh em ủng hộ, thấy cạn nhà chân không? Đó, máy chuyển qua là muốn sạch sẽ luôn. Đó, bữa nay là tiếp tục lên máy bãi lại nha anh em. Đó, máy Nhật bãi. Đó, cũng có đầu máy cho anh em nè. Đó, nói chung là cố gắng kiếm đầu máy để giao lưu với anh em. Đó, đầu máy này anh em chuộng lắm hay sao á, về chế xe đạp hay là chế bình xịt gì đó. Đó, rất là nhiều anh em chuộng nên là ngày nào cũng vậy, cũng cố gắng kiếm đầu máy cho giao lưu với anh em. Đó. Thì hôm nay lên mấy con máy bãi đây Duy ơi? 2, 4, 6 con anh ơi. À, 6 con máy bãi. À, Cương sao rồi? Hôm gài có mấy chú là kêu lửa máy không Cương? Có rồi. Đó. Cương là chịu trách nhiệm lửa máy, Duy là test máy, Duy là cái khâu là kiểm tra máy để gửi cho anh em đó. Rồi, thì clip đầu tiên của ngày 30 tháng 8. Đó, clip số 1 của ngày 30 tháng 8. À, giới thiệu quà tặng luôn Duy ơi. Rồi, đầu tiên là một cái chắn cỏ à. Quên đó Duy ơi. À, bây giờ mình báo cái hình thức bán máy bên mình luôn, rồi mình hãy giới thiệu. Hình thức bán máy bên em là em bao cái ship tặng nhà cho cô chú. Khi tới nơi cô chú khui thùng ra, coi cái kiểm tra có đúng cái máy mình đặt chưa, rồi mới nhận hàng nha cô chú. Đặc biệt là bên em là không nhận cọc trước luôn, để cho cô chú có sự tin tưởng 100% khi đặt hàng bên em nha cô chú. À, Duy bây giờ là giới thiệu ngon lành đó nghe cô chú. Cô chú ủng hộ Duy ha. Còn những quà tặng là đầu tiên một cái chắn cỏ nè. Khi mình cắt thì cỏ nhăn vô đây, nó có nhăn vô người mình. Thứ hai là một sợi dây đeo. Đó, có móc bằng inox rất là xịn sò nè cô chú. Hai món. Món thứ ba là một cây lục giác 4 để cho mình dặn tay lái hoặc là đầu bò đó cô chú. Là ba món. Món thứ tư cô chú là cái tiếp bảo ghi đó, nhưng mà nó có 3 chức năng nghe cô chú. Đây là lưỡi mở lưỡi dao nè, đây là mở bugi, còn đây là dặn ốc vít đó. Nhà cô chú nào không có đồ mà dặn lưỡi lắp lưỡi á thì cây này nè lắp lưỡi được luôn ha. Đó, gà ruộng cầm cây này theo là đúng bài luôn nè cô chú. 4 món. Thứ năm cô chú được quyền lựa 1 trong 3 nè cô chú. Lấy chai nhớt ra luôn Cương ơi. Ở đây là lưỡi dài chuyên cắt cỏ. Ở bên em lưỡi bên em là lưỡi xịn như cô chú, lưỡi Phạm Quang. Ở bén lắm cô chú. Ở lưỡi có lưỡi thương hiệu đàng hoàng chứ không phải lưỡi chợ nghe cô chú. Đây là lưỡi tròn, lưỡi tròn bên em là lưỡi tròn Nhật bãi nghe cô chú. Đó, thấy nó sắc sét rồi chứ nó còn rất là bén luôn. Thứ ba là lưỡi cước. Đó, dành cho cô chú mới tập cắt á, không dám cắt lưỡi dài thì có thể mình cắt lưỡi cước rất là an toàn. Đó, ví dụ như cô chú lấy lưỡi tròn nè, là bỏ hai cái này lại cho em. Ví dụ như cô chú lấy một lưỡi là em tính 50.000. Thì một lưỡi đó cũng là 50.000 nha cô chú. Rồi, tặng một lưỡi là bán hai lưỡi tặng lưỡi phải không? Dạ. Rồi. Tặng một lưỡi bán hai lưỡi. Đó, combo ba lưỡi như thế này là thêm em 100.000. Rồi. Rồi bên em có trang bị tu hút bơm nước. Đó, bơm tu hút cải tiến nha cô chú. Lên nước rất là mạnh luôn. Mình tháo cái lưỡi dao ra, mình dặn vô cái đầu bò á. Đó. Nước rất là mạnh. Rồi giá nhiêu em ơi? 150.000. Rồi, bao phí ship kèm theo máy luôn ha. Bao phí ship kèm theo máy. Bên em có trang bị thêm gom cỏ nè cô chú. Đó, gom cỏ hoặc là cắt lúa. Đó, nhà cô chú nào có nuôi trâu nuôi bò á, mình có thể mua lại thêm. Gom qua rồi bó lại. Đó, chất liệu bằng kẽm 90k. Rồi 90k kèm theo máy. Rồi ok. Bên em là có nhớt luôn nha cô chú. Nhớ dầu nhớt pha xăng mê công lút 2 thì chuyên pha máy cắt cỏ, máy hở lá, máy cưa. Đó. Có cống lượng nè cô chú. 1 lít xăng thì cô chú pha giùm em 80ml nhớt. Đó, ca này là 1 lít nha cô chú. 100k. Em bao bí ship kèm theo máy. Rồi, vô bán máy luôn Duy ơi, vô giới thiệu máy luôn. Cương coi giật máy này, đổ xăng vô giật cái máy này chút phép cho cô chú luôn nè. Đó, bây giờ là một chút xíu nữa là em sẽ báo giá
có thể là em canh vô bất cứ lúc nào trong cái lô này ha. Đó, cô chú nào mà theo dõi cái clip á, ví dụ như cô chú nào muốn mua á là theo dõi. Đó, em sẽ báo giá bất kỳ cái lúc nào trong cái lô này nè, chứ không phải là để tới cuối clip nha. Đó, cô chú theo dõi ha. Đầu tiên là đến từ thương hiệu là Tubin NB2001, nồng là 31 ly, cũng sử dụng bình xăng qua AMG siêu tiết kiệm xăng. Ở bên em là không nhận cọc trước cho nên quay từng chi tiết hết, không giấu điểm nào hết đó cô chú, nên cô chú cứ yên tâm. Ta lấy gin, cần gin, đầu bò gin, gắn cỏ thì em gắn sẵn. Rồi tắt dây ơi. À, nắm dở lên lại nghe nè. Siêu nhỏ gọn. Chụp có nhờ lực em cô chú. À. Đó, nó càng nặng nó hơn 3 kg rồi cô chú. Đó, dành cho cô chú lớn tuổi với các phụ nữ. Bãi phát từ sáng tới chiều là không mệt tới cô chú. À, trước khi gửi đi gửi máy đi cho cô chú á là Duy là sẽ chịu trách nhiệm nè. À, kiểm tra vô mở đầu bò nè, kiểm tra dây ga tay lái nè, xúc bình xăng con, kiểm tra các kiểu rồi xong mới gửi cho cô chú, nên cô chú cứ an tâm đặt hàng ha. Rồi báo giá luôn, ký hiệu là A50. Đó, A50 nghe cô chú, A50 của ngày 30 tháng 8 ha, giá là 1,2 triệu. Đó, chỉ có 1,2 triệu là cô chú sở hữu được con máy Nhật bãi ha. À, à, cân nặng thử hay gì à, hơn 3 kg thôi à, dành cho những cô chú lớn tuổi ha. Rồi A50 giá 1,2 triệu bao phí ship. Đó, cô chú chốt thì nhớ nhắn qua Zalo cho em ha. À, chốt A50 giá 1,2 triệu. Kế tiếp là đến từ thương hiệu là Magu Yangma, công suất là 2003, nồng của nó là 32 ly, sử dụng bình xăng qua AMG siêu tiết kiệm xăng. Em này hành trình bê tông cao nghe cô chú, lực dữ lắm. À, con này lực nghe cô chú. Đặc biệt là cô chú nào có xài bình xịt thuốc hay là muốn chế cháo xe đạp hay là chế chạy thuyền gì đó, con này tung gời, ok luôn. À, trang bị hai bộ tay lái nè cô chú, tay lái ngắn, ga giữ trên trần, phát trong vườn trái cây hoặc là bơm nước đó cô chú. Em có lắp thêm tay lái dài cho cô chú các ngoài ruộng. Cần gin, đầu bò gin, cắn cỏ gin. Hôm nay gin 100% nha cô chú. Hôm nay em là máy bao gin. À, thợ em là đang test ở ngoài kia, đang gửi đi là thợ em đang test ngoài á. Nhuyễn Như ha. Rồi tắt Duy ơi. Đó, công tắc nằm trên tay lái luôn ha. Rồi báo giá luôn Duy ơi. Máy này siêu nhỏ gọn ha. Mấy chú là hôm nay là lô máy này mấy chú lớn tuổi là chốt được hết ha. Ký hiệu là A51. A51 giá 1,7 triệu. Đó, tùm gời Magu Yangma. Lốc máy có dập nổi mắt in da băng đàng hoàng nghe cô chú. À, đế bình xăng còn vàng khè luôn nè. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu là Gobin Gogin 22cc, lồng là 32 ly. Con này hành trình với tông đỉnh luôn nè. Nó cũng sử dụng bình xăng quang gọt siêu tiết kiệm xăng. Đó, ốc coi, còn vàng khè quay cái lốc gõ cho cô chú xem nè. Cô chú coi cái lốc nè, cái lốc máy còn xanh dần luôn ha, ốc máy còn 7 màu luôn nè, nè bô còn sáng gợt ha, nè cái miệng bô này nó chưa đóng khói luôn nè cô chú, là mình chứng tỏ là Nhật nó chưa xài nhiêu chứ ha. À, gõ nét ha. Tay lấy gì
cần gì. Con này có Nhật có gắn thêm cái cò bóp nè cô chú. Đó, cò bóp ha. Đầu bò gì. Chán tỏi em đã sẵn. Mày nổ tiếng đã thiệt. Bao lần nghe cô chú. Rồi tắt đi Duy ơi. Đó, giật lại cái này nắm dở lên nè. Con này là cái hành trình bê tông nó cực kỳ cao luôn. Rồi tắt Duy ơi. Rồi báo giá luôn Duy ơi. Rồi em Robin này là giá 1.700.000 nghe cô chú. A52. À, 1.700.000 cô chú chốt là nhớ nhắn qua Zalo cho em ha. A52 1.700.000. Kế tiếp là đến từ hiệu là Mitsubishi. Mitsubishi tên là 23, nằm 32 ly, sử dụng bình xăng One Gold 2 kim. Đó, nè cô chú coi lốc nó còn sáng nè cô chú. À, lốc sành giờ nghe bô này cô chú đặc biệt nè. Mitsubishi là ít có khi nào cái bô được đẹp gì lắm cô chú. Nhà cô chú nào có xài bình xịt thuốc thì chốt em này nè. Này đặc biệt là tinh gầy. Ga giữ trên trần. Con này có bộ tay lái ngắn ở đây nè. Bị thiếu à. Này cô chú muốn xài như thế nào cứ ấy em gắn sẵn cho nè. Muốn xài ga trên đây rồi xài ga ga đây cũng được. Muốn thêm tay lái ngắn cũng được. Cứ xài gì cứ báo em ha. Đầu bò gì. À. Cái gì thật đã đẹp lắm nghe cô chú. Con này nói chung là bao phê luôn á. Này, lốc máy có da băng kìa. Quay gõ cho cô chú coi nè. Đây, nó made in da băng ha. À, bình xăng 2 kim nè. Đồ đạc còn trắng tinh, ốc đồ còn đẹp cực kỳ ha. Rồi, báo giá luôn nha Duy. Ký hiệu là A53. Đó, A53 này con này cô chú muốn xài ga ga như thế nào cứ báo ha. A53 giá 2.000.000 chẳng nghe cô chú. À, 2.000.000 chẳng. Rồi tới động máy khuyến mãi đi Duy. À, khuyến mãi bất cứ trong lúc nào ha. Hôm nay là Kawasaki TG20 nha cô chú. Lòng là 30 ly. À, rất là nhiều anh em đang mong muốn cái đầu máy này nè. Nói chung là máy này là máy Nhật nha cô chú. Về máy bãi về sao là để gan gì luôn đó. Chỉ là giờ là vệ sinh là làm đàng hoàng lại cho chạy hết đó. Về cô chú tự rửa tự vệ sinh nha. Lốc còn sáng nè cô chú. Nè, con này lốc còn sáng luôn ha. Bình xăng 2 kim One Bago. Gắn sẵn bình xăng One Bago 2 kim à. À, có tặng bố sẵn luôn phải không gì? Có tặng bố luôn anh ơi. À, cô chú nào chốt thì em gắn sẵn bố luôn. Rồi test máy luôn gì ơi. Con này bán nhiều đây. Lấy miếng giấy đâu rồi cương? Dán giấy vô cương. Dán vô đặng ghi giá luôn. Con này ký hiệu mấy ai? A54. 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 Bán nhiều đây gì ơi? 300 thôi anh ơi. 300. Có tiền uống bia là được rồi. Giá này là chưa bao gồm phí ship nghe anh em. Đó, anh em nào mà chơi bình xịt thuốc hay là muốn chế cháo cái gì đó cái nói chung là con máy này chế cái gì cũng được hết trơn á, tùm gời.
không muốn chế gì chế, đủ tiền trang thùng bia Duy vô bây giờ. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu là Magu Yangma KC26, nồng là 34 ly, này là nồng lớn mà sát nhỏ ra cô chú. Cô chú nào mà cần máy mạnh nhỏ gọn thì chốt em này nè. Cũng sử dụng bình xăng OneGold, siêu tiết kiệm xăng, trong lốc máy có dập nổi mất in da băng luôn, dập nổi mất in da băng đó. Này ga dữ ha, ga dữ, đầu bò ghi trắng cỏ ghi. Bao phê ha. Rồi tắt chi ơi. Con này là bao cô chú nhà nhiêu công đất? À, nhà cô chú nào có 100 công đất. À, nuôi nhiêu con bò? 20 con bò. Rồi. Đó. Ký hiệu là A55. Giao lưu với cô chú là con này giao lưu 1.9 triệu thôi, đúng ra 2 triệu nghe cô chú, nhưng mà thấy nó hơi dơ thôi, giảm còn 1.9 triệu thôi. Đó. Còn 1.9 triệu. Kế tiếp cũng đến từ thương hiệu là Magu Yangma MB261. Con này là nồng lớn nè, nồng lớn tùm gời nè cô chú. Đây cô chú coi cái nồng nữa nè, nó còn xanh dần cái nồng luôn ha. Nè, đồ đạt chuẩn nha. Con này 261, nó cũng như Mitsubishi tên là 261 vậy đó cô chú. Này là tim gài nè cô chú. Cô chú coi ốc còn 7 màu đó. Tay lái zin, tay gài giữ, đầu bò zin, đầu bò zin, đầu bò lớn luôn ha. Đầu lớn đó. Cô chú nào cần máy lớn tim gài là chốt con này ha. Con này nó ngang ngửa Mitsubishi tên là 261 á. Duy là chịu trách nhiệm bảo hành rồi kiểm tra cho cô chú ha, nên em có để số điện thoại Duy trên đó đó. Cô chú cần cái gì dặn dò hay gì kỹ lưỡng đó thì cứ gọi Duy ha, em có để số điện thoại Duy vô đó, hoặc là kết bạn với Duy luôn ha cô chú. Ký hiệu là A56. A56 em này là 2.5 triệu nghe cô chú ơi. Đó, nó ngang ngửa tên là 261 á. Rồi cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip của em nha cô chú. Nếu cô chú vô xem cái này xem mình like và mình đưa cái kênh nha cô chú. Rồi chào em Duy ơi. Cương Cương đâu rồi Cương? Vô chào cô chú Cương ơi. Chào cô chú. Rồi bye bye Cương ơi. Rồi.